Mình sẽ cho anh em biết cái cách nhé, hướng dẫn anh em cái cách để là kiếm cái con cá từng miêu đấy, các loại mèo đeo kính ấy, ở cái bản này. Thì đây đầu tiên ấy, các bạn phải biết cái điều này là những cái con cấp thấp ấy, thì nó có sẵn ở trong shop rồi đây này nhá. Các bạn vào nguyên bản thương tiệm ấy, xong là vào Nam Bắc Kỳ Hóa cái chỗ kỳ chân dị bảo này. Thì những cái con này là toàn hoàn toàn miễn phí này, đơn vị tiền tệ ở đây nó là điểm tặng, thế nên cho nên là Kim Nguyên bảo là nhận miễn phí này. Vì sao mà nó nhiều như vậy đây này, nhận thoải mái mà chơi bản này nó rẻ. Đây này, thì con này là con cấp 5 này, con này cấp 45 này đấy, con này cấp 55 này, con này cấp 65 này, thế con 75 ấy và con 85 ấy, thì ở đây sẽ không có nha. Cái này đam mê lắm, ăn máu rồi. Ok nha Vinh Lê ơi, Quang Nguyễn này, mai like sớm đấy. Hôm nay anh ở quê nên là rảnh rỗi like sớm, ngủ sớm. Rồi quay trở lại vấn đề này cho các bạn xem nhá. Đầu tiên ấy, đây là con thánh trai của mình cất vào đã, nhớ thả nhầm này. Chết, thả nhầm cái là thôi sao. Rồi đây, đây những cái này là miễn phí nhé các bạn này. Đấy, mà kính miêu này, con này thì nó chỉ có hai đời thôi này. Đó, đấy là con mạc kính miêu nhá, tư chất sàn của nó toàn tầm K4 thôi. Đấy, con này này là con cấp 45 này đấy, thì tư chất của nó đây cũng sàn sàn như thế, đôi khi hoàn đồng lại các bạn đấy. Cái con này ấy, mặc dù là hình ngoại hình bảo bảo ấy, nó giống con kia nhưng mà lại thêm được một đại biến dị này. Đây các bạn nhìn này, đấy nhá, đây còn là con cấp 5 này thì nó có hai đại biến dị thôi đấy, hai đại biến dị thôi này. Còn con cấp 45 này đấy, thì lại có ba đời biến dị. Tiếp theo này con 55 này các bạn xem này đấy. Đấy, nó lại thêm một đời nữa đấy. Con cấp 65 này đấy. Đây là 65 đây 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 đó nha các bạn đấy. Con này màu trắng này, con này màu đen này, con này màu hơi vàng vàng cam cam này, con này màu hơi tím tím hồng hồng này, đốm đốm. Con này màu xanh này. Đấy, còn con 75 ấy. Con 75 thì các bạn nhìn trong này là không có đúng không? Đây này, này không có. Đấy, đến đây là hết rồi. Thì con 75 ấy nó phải làm một cách này. Các bạn nhớ lại ngày xưa ấy, cái thời anh em chúng ta đi săn cái âm kim bảo xương không? Đi đánh quái nhặt cái âm kim bảo xương không? Xong mở cái chìa khóa âm kim bảo xương ấy thì cái bản này nó cũng như thế, đây này. Thì cái chìa khóa nó nằm trong này này. Đây nhỉ, đây đây chìa khóa đây này. Đấy, thì có một ca một cái thôi, ví dụ như mình mua thử cho anh em xem nhé. Này mua thử này đấy, xong mình mua những cái âm kim mở xương đây này, cái này có một đồng thôi mà mua nhiều nhiều mà, tại vì các bạn đổi nó cần cái số lượng. Mình mua thử 99 cái xem sao. Cái này đi đánh quái nhiều lắm, đánh quái anh em nhặt cũng được nhiều. Tiếp tục này, 70 này. Hình như mình nhớ không nhầm là con mèo 85 là 80 phải, 80 cái cổ từ toái phía. Mà mở cái này thì hên xui mở một hòm được, nó được một cổ từ hoặc hai cổ từ gì đấy. Ai mua lấy 99 cái nữa đi. Đó, xong mở cho nó máu chiến. Rồi, ok. Mở này anh em này, mở thử này. À mở thật luôn đấy, nhưng mà để test cho anh em xem nhé. Này, này mở tí vào đây. Đó, đây một cái này. Mình mua thử. Chắc là cũng cần nhất nhiều nhiều đấy. Đây mua luôn một cái này. Cái này ấy là được 99 phát này. Còn cái này là được một phát này. Đổi nó ở chỗ này nha anh em, đổi mặt kính miêu ấy, nó ở chỗ này này. Mình ra đây mình sẽ nháy đây cho anh em xem nhé. Làm đôi mèo anh em ạ, SS cho nó sướng. Cổ từ toái phiến. Ngày xưa mình đập trong này được con cả lục ngô đấy. Có lục ngô, có bí kíp pet, có ngọc cấp 1, cấp 2. Rồi là có áo khô lâu chiến giáp. Đấy, áo khô lâu lại lục ngô. Áo nhiều áo lắm.
Nhưng mà ngày nay thì thấy mỗi được một cái kiểu từ này thôi. Đổi ở đây này các bạn này. Đấy con 75 này, 85 này. Ở đây ấn thử xem nhé. Đấy, đổi quán quân miêu 75 thì mang theo 50 cái. Đấy, mảnh vụn đồ sứ cổ có thể đổ thông qua âm kim bảo xương. Đấy, tức là cái này này, cổ từ này. Còn con 85 thì bao nhiêu đây? Con 85 này. Đó. 80 cái âm kim đúng không? Thế mình mở thử này. Đấy, cái này mở phát thứ hai được 4 luôn này. 4 4 cái cổ từ luôn này, 8 3 cái này. 9 này. Hên xui từ 1 đến 4 cái anh em ạ. 7 này. 9 này. 22. Hên xui từ 1 đến 4 cái cơ. Đấy, cứ mở này anh em mở này. Đấy, 80 cái này rồi, thì mình mở nốt đi. Một nốt là khoảng tầm 160 đi thì đổi ra hai con. Đây này. Đây, mình sẽ đổi hai con nhé, đổi mặt kính miêu này. 85 này. Đấy, nó ra cái này. Cát tường miêu, con này là con cao nhất rồi, không có 95 thì mình mở ra này. Đấy, được một con này là con cái. Bây giờ cái vấn đề này nó mới căng này. Tức là cái con thứ hai ấy rất phải không biết là được cái là cái đây. Tôi cũng hy vọng thôi. 85 này. Hy vọng trời thương nó ra được. Ôi trời ơi, thôi vỡ mồm rồi. Ít có gì không chứ lại đấy, anh em thấy khổ không? Ôi. Khổ vãi trưởng ấy, mấy con này này. Để mở nốt đi ra xem nào. Tám mươi rồi này, đổi tiếp này, cát tường miêu này, được đi em ơi, ôi trời ơi, vỡ mồm rồi, ba con cái liền, cày thế chứ này, đây cho các ông xem nha này, đây cái con 75 là nó từ đây xuống này, con 75 ấy. Đây là con 65 này. Con 65 nhá. 65 thì đời nó đến đây thôi này. Đấy con 75 ấy, con 75 thì đây tôi soi được nó cái đời này này. Đây là con 85 thì nó có thêm cái đời này này. Đó. Nhá, đấy để anh em nắm lại sơ qua về một chút hoài niệm về thời ngày xưa nhá. Đây là mèo nhá, đổi cát từng miêu này. Đấy. Xuất ra này. Cái thật. Có anh em nào mở nữa không, đổi cho tôi đi. Không nào mở đổi cho tôi đi. Cày quá. 80 cái. Em mở đi. Cày nha, trời ơi. Tiếp tục mở thôi, làm nào bây giờ. Anh em nào mở không đổi cho tôi đi. Cái gì phát nữa xem nào. Nheo gì. Chơi phát nữa xem nào. Ăn chơi sợ gì mưa rơi. Căng. Đây đổi này. Đổi quán quân nguy hiểm. Được đi em ơi. Được được được. Được rồi, trời ơi. Đúng rồi. À, đang đang hên được xem nào, đang hên được, đang hên được. Để xem nào, được, 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 được. Đấy, trời ơi. Được, 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 được. Nó tới bảo như thần bảo.
Cứ được rồi. Thế bây giờ nhá. Mày đi chứ lại. Anh em anh giang hồ là hay có câu là cái gì thời đến là cản không kịp. À, bây giờ đi đi hết cho anh em đó. Thời đến là cản không kịp được. Ai cất cái này vào đây anh em ạ. À. Để lúc khác chiến tiếp. Đấy, bật vào đây đã. Đấy, bật đây. Đấy. Giới thiệu cho anh em cái cách kiếm rồi nhá. Đấy, còn những cái con này miễn phí thì mình nhà thả đi. Mình không xài mấy cái con này. Ngẫu tường nhiêu này. Con này cát tường này 1 2 3 đấy, và được 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 cái đúng không? Ok. Đó, ngon rồi. Có này đấy. Bây giờ bắt đầu này. Đây là 1 2 3 này, xem này là đây hoàn đồng cái đã, hoàn đồng đã. Hoàn đồng đã nhanh nhanh. Đủ đôi rồi các bạn, đủ đôi rồi. Ngon luôn. Một khi đã hên rồi thì khó nói lắm các bạn. Hên thì chơi game thì nó hên xui lắm, giả thử như là chơi event thế. Nhiều thằng đánh sinh tiêu là xoạch phát ra viên giảm tháng 6, nhiều thằng đánh xoạch phát ra trùng. Nhiều thằng đánh đánh cả ngày không ra một cái gì. Đấy. Số đời nó thế đấy các bạn. Ngày xưa mình có mấy thằng em nó đánh sinh tiêu, mình đánh chạy mửa ra chả được gì cả, nó làm xoạch phát con ngựa làm được viên giảm kháng. Toàn Mỹ này, toàn Mỹ một cái chín luôn này. Đấy, anh em nào mà muốn làm pet cảnh nhá, sưu tập pet thì có thể tham gia trò này nhá. Rất là hay đấy, một cái chín rồi.